Bảo ơi con đi về giúp mẹ đi Bảo. Không có con mẹ không sống nổi đâu Bảo ơi. Dạ rồi em xin phép chào chị gái nha. Dạ. Dạ, chị gái có thể cho em cũng như cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được biết là chị gái là tên là gì và đến từ đâu? Mời chị. Mình là tên là Diễm Thúy, Phạm Thị Diễm Thúy. Dạ. Mình ở An Giang. Dạ. Yeah. Hôm nay chị gái về đây nhờ giúp đỡ gì đây? À, tôi đến đây là nhờ là đội hiệp sĩ Bình Dương và cộng đồng mạng tìm giúp tôi thằng con trai nó theo bạn bè bỏ nhà đi. Tìm con đúng không? Dạ. Yeah. Con trai nhà mình tên là gì chị? Con trai là Quỳnh Chính Bảo. Con trai nhà mình năm nay nhiều tuổi chưa? 26 tuổi rồi chú. 26 tuổi. Dạ. Yeah. Bỏ nhà đi lâu chưa chị? Hồi bữa thứ bảy, chiều thứ bảy đó chú. Thứ bảy là vào ngày mấy? Dạ, ngày 23, ngày 23. Hôm nay là 28 rồi, dạ. 5 ngày rồi. Dạ. Con trai nhà mình có gia đình gì chưa? Dạ chưa. Chưa có gia đình gì ha? Dạ. Lý do gì con trai nhà mình bỏ đi? Miễn sao thì ăn nhậu thì về nhà bà nó la thôi. Mà nó bỏ bạn bè, nó bỏ nhà nó theo bạn bè nó đi vậy. Ai là? Cha nó là. Cha là. Dạ. Hôm đấy là lý do là con trai nhà mình đi ăn nhậu. Dạ. Con trai nhà mình có ngoan không? Lúc trước thì nó ngoan lắm. Nói gì nghe đấy à. Bây giờ nó đi chơi với bạn rồi, tụ tập bạn rồi, nói nó không có nghe nữa. Chào chị quen nha. Vậy là con trai nhà mình hiện tại cái lúc chưa bỏ đi là làm công việc gì? Dạ, đi làm công ty. Công ty ở đâu chị? Công ty ở khu E-ship Bình Dương đó. Dạ. Dạ. Trước kia thì con trai nhà mình đã từng quen bạn gái hay là gì chưa? Dạ, thì cũng có quen bạn gái. Gia đình nhà mình được mấy người con chị? Dạ, được 3 người. Và em trai trong hình là con thứ mấy? Là con thứ 3. Con thứ 3 ha? Dạ. Trước giờ đi làm có đưa tiền cho cha mẹ không? Tiền ngoan lắm, đi làm là đem hết tiền về à. Chứ không có lấy ông bạc nào hết trơn á. Muốn xin tiền đổ xăng ăn sáng gì thì xin tiền mẹ cho. À, vậy là rất là ngoan. Dạ. Mang tiền về cho mẹ. Dạ. Nhưng mà tới giờ phút này là mang u sầu về cho mẹ. Đúng không ạ? Dạ. Trước kia thì mang tiền, còn bây giờ là mang nước mắt về cho mẹ rồi này. Mẹ đang ngồi mẹ khóc này. Bảo ơi, con mới đầu đi về với mẹ Bảo ơi. Mẹ nhớ con lắm Bảo. Không có con chắc mẹ không sống nổi đâu con ơi. Thương hả? Trước cái ngày gọi là ngày 23 bỏ đi á, thì gia đình nhà mình có cự cãi gì không? Không. Nó nói là mẹ ơi con đi chở bạn gái đi á, bạn đi khám bệnh, bạn đau gì đó chở đi khám bệnh. Thì nó đi, thì nó đi, không có nói gì trơn á. Tới 10 giờ, cha nó điện về, sao chắc này không về. Nó nói là, nó ngủ với bạn đêm. Dạ. Mai về. Dạ. Mai tới sáng, tới trưa cũng điện, nó không về. Nó không về, cái cha nó điện nữa, nó nói là nó đi về quê rồi, nó buồn nó đi về quê rồi. Nhưng mà điện về quê thì không thấy không gì hết trơn á. Vậy là mai, mà chưa biết mai của ngày nào. Dạ. Vậy là trước lúc đấy là chỉ mới ba với lại con trai là cự cãi thôi đúng không? Thì nó đi làm về tối rồi nó đi nhậu về, ba nó sợ xe cổ đó rồi ổng la thôi. Ổng nói chừng đêm hôm xe cổ đó công an không à. Ổng la nó thôi. Chứ không có nói gì hết trơn á. La là thương con mới la mà đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà tiếc rằng là con trai nhà mình đã lớn rồi mà không có hiểu được lòng cha, tình cha. Vậy là cái ngày đi á, thì con trai nhà mình có đem theo phương tiện hay quần áo tài sản gì đi không? Quần áo chỉ bạn có một bộ màu thôi. Còn đem theo một chiếc xe quay sẵn. Biển số mấy chị? Nhớ không có nhớ bản số nữa. Xe đó của ai? Rồi xe nhà thì nó đứng tên. Đứng tên chủ sở hữu ha? Dạ.
Vậy trong quá trình 5 ngày trời qua thì gia đình nhà mình kiếm con trai ở nơi nào rồi chị? Thì đi kiếm giáp chợ khu dân cư, chợ nhỏ Thân Giao gì 185 rồi cũng đi kiếm cùng hết trơn rồi. Từng dãy chỗ ở lục, từng dãy chỗ ở luôn mà không có luôn á. Không thấy à. Bản thân chị tới giờ phút này là chị sợ nhất con mình sẽ gặp điều gì? Một là sợ nó đi bị người ta gạt đi buôn bán không mà cái gì đó. Hai nữa là sợ nó nghiện ngập thôi. Bảo ơi con đi về cho mẹ đi Bảo ơi. Mình không liên lạc được với con luôn đúng không ạ? Dạ không. Mình gọi điện thì sao? Gọi điện thì không có liên lạc được. Mà lâu lâu á nghe nói là lâu lâu thì nó mở lên, nó coi nó nhắn rồi thì tắt. Coi thôi không có trả lời. Không có trả lời. Trong thời gian vừa qua thì bản thân chị là một người mẹ đúng không ạ? Rất thương các con. Dạ. Chị có xem các video cảnh giác về tình trạng việc nhẹ lương cao chưa? Dạ không. Chưa có xem ha. Dạ. Chưa có nghe về nói về vấn đề mà được bị lừa bán qua cam ha. Dạ. Mình có nghe không? Thì có nghe vậy thôi, bởi sợ bị lừa qua bán qua cam. Với hai nữa là sợ nó bị nghiện ngập mà tí. Không, con nhà mình mà ngoan thì chắc là không có bị dính vào mấy cái đấy đâu. Nếu trường hợp con nhà mình mà dính mà thích đam mê những cái gọi là những cái chất trắng đấy thì dính lâu rồi. Nên mà mình cứ yên tâm về vấn đề đấy ha. Chỉ sợ rằng con nhà mình sẽ bị gọi là cám dỗ cũng như là bị lừa qua cam lừa bán này kia đó. Lừa bởi các đối tượng là việc nhẹ lương cao một tháng 1-2 ngàn đô. Chỉ sợ vậy thôi. Trên cái video này thì bản thân chị là mẹ thì chị có cái điều gì, cái tâm sự gì nhớ thương con như thế nào thì mình nói với con trai nhà mình đi. Thì nãy hôm ngày nó đi nào nghe dắn nói thì cũng buồn. Giận con thì la như vậy thôi, chứ trong lòng mà không muốn la con chút nào hết trơn á. Tại vì muốn cho con mình nên người thì mình mới la thôi. Nhưng mà không ngờ con nó không hiểu, nó lại bỏ nhà nó đi như vậy đó, rất là nhớ nó. Nó ngoài thì cười vui vui vẻ trong ruộng. Ăn không ăn, ngủ không dám ngủ, không ngủ nữa. Mình gọi tên con ra nói cho con về đi chị. Bảo ơi con đi về với mẹ đi Bảo. Không có con mẹ không sống nổi nữa Bảo ơi. Dẫn con mẹ không ăn không uống gì hết á. Hy vọng rằng em trai xem được cái video này thấy mẹ của em ngồi đây đang khóc rất là nhiều vì nhớ thương cũng như là lo lắng cho em, thì hy vọng em đang ở phương trời nào đó phải nhanh chóng quay trở về để đoàn tụ cùng với lại gia đình. Và trường hợp mà em có giận hờn gì ba mẹ, khó khăn khúc mắc gì thì cũng cứ về nhà với lại cha với lại mẹ, bởi vì là không có ai tốt và thương em bằng gia đình. Gia đình là số 1. Ba mẹ dẫn thì nói la gậy thôi chứ trong lòng rất là thương con. Tại hồi đó tới giờ con đứa nào cũng vậy hết trơn á. Không muốn đứa nào mà rời xa mình một giây một phút nào hết trơn á. Bằng thằng á, bằng á đó giờ bằng chết chịu chứ không bao giờ mà để cho con đứa mày khổ. Thương ha. Mẹ có thể nhịn ăn nhịn uống để dành cho con ăn những đồ ngon, ăn no. Đúng không ạ? Đúng rồi. Mẹ có thể nằm chỗ ướt để dành cho con nằm chỗ khô. Dạ. Đúng không ạ? Mẹ, mẹ tình mẹ, lòng mẹ là bao la mà rộng lớn. Nhưng mà rất lấy làm tiếc rằng hiện nay một số các con vẫn chưa thể hiểu được lòng mẹ cha. Cha mẹ là thương con vô điều kiện. Chỉ có cha mẹ mới thương con vô điều kiện. Còn bên ngoài họ thương con sẽ có điều kiện, đúng không ạ? Đúng rồi chú ơi. Dạ rồi, thì cái sự việc của chị thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức ha. Dạ. Để mà tìm kiếm thông tin manh mối của con trai nhà mình. Dạ. Thì chị gái cứ yên tâm nha, mình bình tĩnh, mình đừng xúc động. Chứ chị ngồi đây mà chị cứ khóc hòa như vậy thì em thật sự em cũng chịu không nổi đâu ha. Thôi thì cuối video này em nhờ cũng nhờ hiệp sĩ Bình Dương với lại cộng đồng mạng cố gắng giùm tiếp giùm tôi, tìm con tôi về. Ai có gặp nó ở đâu thì chỉ giùm tôi với số điện thoại. Bye chị Quen nha. Dạ chị ơi, thì
Chị cứ yên tâm ha. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy em trai như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp cũng như là khuyên em trai sớm quay trở về để mà đoàn tụ cùng với lại gia đình. Thì chị có đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con không? Dạ đồng ý. Chị chia sẻ thông tin tìm con này có đúng với sự thật không? Dạ đúng rồi. Đúng à. Dạ. Cuối video này thì em không biết nói gì hơn, chỉ biết là chúc cho gia đình nhà mình nhiều sức khỏe và chúc cho con trai của chị sẽ về một ngày gần nhất và an toàn khỏe mạnh nhất chị ha. Dạ. Dạ em xin phép chào chị nhá. Cảm ơn đội hiệp sĩ Bình Dương. Dạ. Dạ rồi thì em cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã luôn đồng hành, quan tâm, theo dõi cũng như là chung tay góp sức giúp đời giúp người cùng với lại đội hiệp sĩ Thanh Hà trong suốt quá trình thời gian vừa qua. Em hy vọng rằng cái thời gian sắp tới thì rất mong được sự chung tay góp sức của tất cả cô chú anh chị cùng với đội hiệp sĩ Thanh Hải để giúp nhiều hoàn cảnh, nhiều mảnh đời hơn nữa. Và nếu mà cô chú anh chị nào mà muốn tìm kiếm người thân hoặc là muốn giúp đỡ về vấn đề tài sản thì hãy liên hệ với đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải qua số điện thoại 0913785858. Đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải hỗ trợ giúp đỡ hoàn toàn miễn phí cho cô chú anh chị nhá. Dạ rồi thì em xin kết thúc video tại đây. Thì em cũng chúc cho tất cả mọi người luôn luôn mạnh khỏe, và đặc biệt rằng là ngày mai là ngày Trung Thu thì em chúc cho tất cả cô chú anh chị có một mùa Trung Thu, có một ngày Trung Thu thật là ấm áp, yêu thương bên gia đình. Và đặc biệt là chúc cho tất cả các em nhỏ, các em nhỏ, đặc biệt là các em nhỏ có một cái ngày Trung Thu thật là tuyệt vời và rất là vui vẻ. Em xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú anh chị. Bye bye.